Thông qua chương trình hỗ trợ vốn vay học sinh sinh viên năm 2023, đã có trên 260 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách này. Thực tế cho thấy chương trình đã và đang góp phần làm giảm áp lực cho người dân khi không đủ điều kiện về tài chính để trang trải chi phí học tập cho con em mình. Cái mức vay là mỗi tháng được 4 triệu trên một tháng và lãi suất rất là thấp, vào 0,5%. Thì từ đó những cái hộ nghèo mà có con em mà có nhu cầu học đại học, cao đẳng hay là học nghề thì đã được tiếp cận nguồn vốn. Năm ngoái thì phải nói là tiêu biểu như cái chị Từ Thị Thanh ở xóm Đào Quán, một mình nuôi hai đứa con học đại học. Thì tôi đây là một cái vấn đề mà cái chính sách mà cái quyết định 157 chính phủ nó hết sức nhân văn. Năm 2023, chương trình vốn vay giải quyết việc làm đã giúp trên 6.600 lượt hộ có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện thì công tác giảm nghèo của xã thì cũng đã thực hiện vượt các chỉ tiêu đề ra. Thế và nhân dân thì từ các cái hộ nghèo thì cũng đã có nhiều hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ là 8,8%, đến nay đã giảm là còn 4,71%. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo phòng giao dịch các địa phương tập trung triển khai 22 chương trình tín dụng chính sách với trên 25.400 lượt khách hàng vay vốn, doanh số cho vay đạt trên 1.260 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Để triển khai tốt tất cả các cái chương trình tín dụng chính sách thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở ban ngành, các cấp các ngành và đặc biệt là phối hợp với 4 tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền để cho các cái đối tượng chính sách nắm được cái chủ trương. Đặc biệt là mạng lưới của chúng tôi là từ cơ sở là có trên 2.600 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho nên cái công tác tuyên truyền của chúng tôi là được thường xuyên để năm 2024 tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình là cho vay hộ gia đình có cái thu nhập có mức sống trung bình được tiếp cận cái nguồn vốn này. Có thể thấy với những chính sách phù hợp kịp thời, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và tiếp tục là người bạn đồng hành, tiếp sức để người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.